Cây vĩ cầm trầm sắp được đấu giá có tên là MacDonald, đặt theo tên nam tước MacDonald đệ tam, một trong những người sở hữu cây đàn. Nó được nghệ nhân Stradivarius chế tác năm 1719. Người chủ cuối cùng của cây MacDonald là Peter Sidloff, một trong những nghệ sĩ vĩ cầm trầm nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Thật trùng hợp, thời điểm chế tác cây MacDonald lại chính là thời điểm các nhà soạn nhạc Sebastian Bach và Haydn đang rất nổi. Tất cả những người này đều đã được chiêm ngưỡng cây vĩ cầm trong cung điện hoàng gia. Cây MacDonald lại càng quý hiếm vì được bảo quản một cách hoàn hảo. Ngoài ra, trong vòng 50 năm qua, chưa có cây vĩ cầm trầm nào của Stradivarius tái xuất giang hồ. Nhà làm đàn nổi tiếng Antonio Stradivarius trong 71 năm sự nghiệp của mình đã làm ra 600 cây violon, 50 cây violon sen nhưng chỉ chế tác khoảng 10 cây vĩ cầm trầm. Chính vì vậy, ngay khi hãng Sotheby's thông báo chuẩn bị bán đấu giá cây đàn này, các chuyên gia đã dự đoán giá sau cùng có thể được đẩy lên đến mức kỷ lục là 45 triệu đô la Mỹ, tương đương 948,7 tỷ đồng. Hiện ngày tổ chức đấu giá cây MacDonald vẫn chưa được công bố.